Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyển sang các tin tức khác, thưa quý vị, tại Hà Nội, gần 60 lái xe không đủ điều kiện sức khỏe, trong đó có 4 lái xe dương tính với các chất ma túy đã bị cho nghỉ việc. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, tính đến hết tháng 6 năm 2019, đã có 448 đơn vị kinh doanh vận tải gửi báo cáo kết quả khám sức khỏe của lái xe về sở với tổng số hơn 90.000 lái xe. Hiện vẫn còn một số doanh nghiệp vận tải chưa triển khai khám sức khỏe cho lái xe. Tới đây, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội kiên quyết tạm ngừng cấp đổi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với các đơn vị không chấp hành.